Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy Ảm đạm thị trường ô tô Việt đầu năm 2020 Ô tô nhập khẩu về thưa thớt Số lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm mạnh so với cùng kỳ tháng trước Tới 35,4% Tương đương giảm 2.349 xe so với lượng nhập khẩu trong tháng 12 năm 2019 Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 1 của năm 2020, cả nước đã nhập khẩu 4.281 xe ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch tương ứng đạt 111 triệu đô la. Trong tháng khởi đầu năm 2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam, chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 1.832 xe và từ Indonesia với 1.703 xe. Số xe nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 83% tổng số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng vừa rồi. Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ tháng 1 năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ của tháng trước tới 35,4%, giảm tương ứng 2.349 xe so với lượng nhập khẩu của tháng 12 năm 2019. Trong tháng 1 của năm 2020, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập khẩu về chỉ đạt có 2.593 xe, đạt giá trị 51,2 triệu đô la, chiếm 60,6% lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại. Với kết quả này, Số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu về Việt Nam trong tháng đã giảm 18,3% tương đương 582 xe so với tháng trước đó. Trong đó, số xe được đăng ký ở tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu thuộc cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1698 xe giảm 10,6% và cửa khẩu thuộc cảng Hải Phòng với 884 xe giảm 29,1% so với tháng 12 của năm 2019. Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 1 của năm 2020 chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 1.589 xe, tăng 27,9% so với xuất xứ từ Thái Lan với 591 xe, giảm 63% so với tháng trước. So với cùng kỳ của năm trước thì lượng ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 1 năm nay giảm 63%. Trong đó ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống giảm 65,5%, ô tô vận tải giảm 59,7% thị trường ô tô sụt giảm chóng mặt. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam Vama, doanh số ô tô bán ra trong tháng 1 sụt giảm tới 50% so với cùng kỳ của năm trước. Lượng tiêu thụ ô tô Việt Nam trong tháng 1 đạt 15.787 xe, bao gồm 12.807 xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi và 2.757 xe thương mại và 233 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch đã giảm 52%, xe thương mại giảm 51% so với cùng kỳ của năm trước sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 9.599 xe, bị giảm 49% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.188 xe, giảm 58% so với tháng 1 của năm 2019. Cũng theo báo cáo bán hàng mới nhất tất cả các thương hiệu trên thị trường đều ghi nhận doanh số trong tháng 1 bị sụt giảm mạnh so với cùng kỳ của năm trước. Cụ thể, lượng xe hơi bán ra của Toyota trong tháng Tết giảm 48%, Honda giảm 56%, Kia giảm 43%. Mazda giảm 64%, Ford giảm 63%, Mitsubishi giảm 35% so với tháng 1 của năm 2019. Việc sụt giảm mạnh doanh số trong tháng 1 cũng là biến động khá bất thường. Theo thông lệ, tháng 1 thường coi là tháng Tết, thời điểm doanh số bán hàng tốt nhất trong năm, nhiều mặt hàng đặc biệt là xe hơi. Những biến động nói trên về thị trường tiếp tục cho thấy năm 2020 sẽ là một năm đầy khó khăn của các hãng xe hơi tại Việt Nam. Trong khi sức mua của người tiêu dùng giảm xuống rất mạnh các hãng vẫn tiếp tục ra mắt các mẫu xe mới cộng thêm với xe từ châu Âu về Việt Nam với thuế giảm dần. Sự lựa chọn ngày càng được mở rộng dẫn đến sự cạnh tranh rất lớn, các hãng buộc sẽ phải kích cầu bằng việc giảm giá xe bán ra các loại. Năm 2020 sẽ là một năm đầy khó khăn của các hãng xe trong việc kéo doanh số để có lợi nhuận, còn đối với người tiêu dùng Việt sẽ có nhiều tin vui khi sự cạnh tranh mang lại nhiều cơ hội khi giá xe sẽ phải tiếp tục giảm về đến giá trị đích thực của chúng. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công